các cô chú anh chị ạ, em phải dùng kìm để mở ra nè. Rồi, kéo ra. Rồi ra rồi đó. Cô chú anh chị mua xe thì không nên vặn kỹ cái này đâu nha. Không có tốt. Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông xem nhiều xe giá rẻ nhé. Dạ, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả cô chú anh chị nha. Hôm nay Trần Anh về thêm một mẫu xe siêu phẩm, một dòng xe thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Em nó mang bảng số 93E04472, một mẫu xe gia đình cực kỳ là cọp, chạy đúng 60 mấy nghìn nha. Trước sân rin còn nha cô chú anh chị, hai cụm đèn phía sau đèn bông, biểu tượng của Genche. Genche là một dòng xe biểu tượng của Daegu, rất là ok bảng SX nha cô chú anh chị nha. Một mẫu xe sedan hai đầu, nhỏ gọn số sàn. Máy em này chỉ có 1.6 thôi, 7 lít trên 100km. Thùng mình em nó là không một ngày giờ là dịch vụ taxi. Chuẩn chưa? Và đồng thời cản trước cũng đã có sơn dập nha cô chú chị nha. Chứ nói mà rin hết là không đúng. Đây hai cụm đèn rin nguyên bản nè, đã được mạ chrome. Cản trước thì cũng đã có sơn dập rồi. Chất sơn rin còn, chất sơn rin tương đối chiếm tỷ lệ là khá là nhiều trên mẫu Genche. Em này đăng kiểm tháng 8 năm 2022, đời 2/10 vẫn đăng kiểm 1 năm nha cô chú anh chị. Mâm là nguyên bản của em này là mâm sắt, đã được chủ nhà lên ốp chụp mâm cho em nó đầy đủ rồi. 4 cái vỏ tương đối là khá mới. Nè, vỏ 80%. Anh chị coi đời 2/10 mà nhìn dàn gầm đẹp không? Chạy đúng 60 mấy nghìn thôi nha. Nước sơn đẹp, được cái keo chỉ liền lẹt, rin lắm. Đây bà con trải nghiệm vô phần tắp bi cửa cùng với Trần Anh. Đây là phần tắp bi cửa nè. Anh chị coi nè, keo chỉ nè. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác cánh cửa nhưng keo chỉ nó vẫn không mất một phân nào luôn nha cô chú anh chị nha. Tắp lô tắp bi liền lẹt sạch sẽ. Một mẫu xe không dịch vụ. Em này nguyên bản là ghế nỉ, đã được kết hợp chủ nhà bọc cho em nó một bộ áo da cực kỳ là xịn sò nha. Từ phần củ số nè, đến phần bao da nè, rin nguyên bản, trang bị màn hình, lóc khóa mở cửa tự động từ xa, vô lăng anh chị coi có một tí gọi là phai mờ không? Vô lăng là không một chút gọi là phai mờ luôn. Nội thất sạch sẽ rồi. Mua về là bà con chỉ việc sử dụng thôi. Một mẫu xe này đồ đạc thay thế cực kỳ là thông dụng. Cái điểm thứ hai mà Trần Anh muốn nhấn mạnh ở đây là bên phần bên trụ bê. Trụ bê rất là đẹp, không có dấu hiệu là giật trụ hay là xô đẩy trụ nha cô chú anh chị nha. Cột kèo nguyên bản nguyên rin hết. Anh chị coi chốt cửa là vàng ươm luôn. Xe đẹp không? Đây cô chú anh chị coi nè, bề gác chân nè, ốp toàn bộ inox hết toàn diện rồi. Đó là mẫu xe gia đình nha. Đây là phần tắp bi cửa phía sau và chúng ta sẽ có lóc khóa trẻ em an toàn nha cô chú anh chị. Keo chỉ nè, keo chỉ rino 100%, không mất một phân chỉ nào. Hai bên từ những sóng gân của cửa nè, không một tí gọi là móp méo. Chốt cửa cỡ này thì cô chú anh chị tự cảm nhận. Chuẩn chưa? Ghế nội thất ở trong là sạch sẽ lắm, không có dấu hiệu là rách rưới hay là dơ dáy gì đâu nha. Đây cô chú anh chị, phần tay gối phía sau nè. Đó, phần tay gối phía sau tương đối là sạch sẽ luôn. Trần là trần nỉ hết toàn diện nha. Nè anh chị coi keo chỉ trong nách cửa nè, không một tí gọi là xét rỉ luôn. Đẹp chưa? Rất là đẹp. Mẫu này thì cực kỳ là nhỏ gọn rồi. Cô chú anh chị mua về cho bà xã đi chợ nè, rồi bà xã mua về cho ông xã đi làm nè, rất là ok. Và chúng ta sẽ nắm tay nhau đi qua các cung đường Việt Nam nhé. Đây là phần tắp bi nè. Đây anh chị nè, keo chỉ rin hết chưa? Đinh bấm nè, đinh bấm còn nguyên bản như thế này. Hai bên nè, không một dấu hiệu là móp méo. Chốt cửa vàng ươm. Keo chỉ là rin hết. Nói chung là xe này bao lỗi hết luôn. Bao lỗi toàn bộ cho cô chú anh chị luôn. Nè, keo chỉ phía sau nè, bốn cánh nè, đẹp như thế này. Hai bên những sóng gân nè. Đời 2010 nha. Đây bà con, anh chị coi phần vô lăng nè. Đó, phần vô lăng nè. Em này đi đúng 63.108 km nha cô chú anh chị. Trợ lực nhẹ tưng, con này trợ lực dầu nha. Trên đồng hồ thì sao ạ? Không có một dấu tích gọi là lỗi lầm. Đèn đóm nè, đầy đủ các tính năng nè. Chúng ta có khay học để đồ nha. Mạc tem là còn nguyên bản nguyên rin chưa? Tắp lô tắp bi liền lạc sạch sẽ là không có dấu hiệu là khoan đục hoặc là chém đục trên chiếc xe. Xe này người ta có gắn một cái định vị nè, đó định vị đầy đủ tính năng rồi. Và đồng thời đi đôi cho em nó là cụm điều hòa cơ nha. AC kích hoạt lấy gió trong gió ngoài,
sông kiến. Và chế độ chân gương mặt sông kiến, tẩu sạc, đầy đủ các tính năng của số rin bao da nè. Anh chị thấy bao da rin không? Được chưa ạ? Xe này chuẩn lắm. Đối với mẫu Gentian này thì đồ đẹp đi thay thế cực kỳ là thông dụng nha. Dễ sửa lắm. Quăng đâu của chú anh chị cũng sửa được. Và chúng ta có chỉnh gương bằng cơ thôi nha. Đó, chỉnh gương toàn bộ bằng cơ. Hết toàn diện vô lăng nè. Trợ lực nè. Anh chị coi những cái vân gai trên vô lăng nè. Bao cô chú anh chị không một ngày giờ dịch vụ nha. Chạy đúng 60 mấy nghìn. Được chưa cô chú anh chị? Chúng ta sẽ có cốp sau. Côn ga số mới tinh luôn nè. Đây là trải nghiệm phần cốp sau cùng với Trần Anh một mẫu Gentian nha. Nè cô chú anh chị coi nỉ cách nhiệt mới chưa? Và đồng thời Trần Anh muốn nhấn mạnh là keo chỉ phía trong. Keo chỉ phía trong là rin hết 100%. Hai bên là đẹp như nhau nha cô chú anh chị. Chúng ta sẽ có áo choàng, tấm chùm cho em xe nha. Đây nè. Vỏ đội xe cua đầy đủ. Cái cốp mới tinh như thế này. Hai bên chuẩn lắm. Xe không lỗi nha. Một mẫu xe khá là nổi tiếng. Một mẫu xe ít tiền phục vụ anh chị rất là tuyệt vời. Tiết kiệm nhiên liệu nữa. Hai cụm đèn, đây là đèn halogen. Và dưới đây chúng ta sẽ có đèn gầm. Mặt ca lăng thì nguyên bản biểu tượng vẫn là Daegu rồi. Đã được mạ toàn bộ chrome. Anh chị coi cục máy nè. Dòng này khỏi coi kem cò. Kem cò chưa có dấu hiệu khui ra chỉnh lại luôn nha. Cục máy khô không? 4 máy thôi. Xài toàn bộ qua IC điện tử nha cô chú anh chị. Em ơi, mở này ra cho anh. Và đây chúng ta có, đây là thanh bếp full FI nè. Thanh bếp full FI cực kỳ là ok. Lấy cái dẻ, lấy cái dẻ mai mốt vặn, đừng có vặn chắc như vậy không tốt nha. Hai bên trụ nè. Hai bên trụ đẹp như nhau, đây lường nè. Đó, và đi đôi chúng ta có đèn rin dàn trước của em nó nè. Không một ngày giờ là dịch vụ taxi trên con xe đâu. Cái gì mà vặn như mày vặn chặt thì vặn như vậy. Sau này cô chú anh chị mà mua xe đừng bao giờ vặn chặt như vậy nha, không tốt luôn nha cô chú anh chị nha. Đây bà con nè, cục máy khá là êm. Đèn đi đôi đèn rin hai bên lường nè. Dàn nè, mạc tem nguyên bản theo xe nè. Đây nắp capo của chú anh chị coi nè. Toàn bộ là chất xưng rin, keo chỉ rin hết 100% luôn. Nè, từ những con tán nắp capo còn không có dấu hiệu khui ra chỉnh lại. Thì tiền nào của đó nha bà con nha. Boe cả miếng gió, ổ ga FI và đây là bù ga, đây là sau đây là bướm ga, đây là ổ ga. Đầy đủ cái tính năng chưa? Test phần máy cho bà con cô bé cùng trải nghiệm nè. Chất chưa ạ? Nè, từ mặt kem với mặt cò rin hết, nó không có dấu hiệu khui ra chỉnh lại. Vặn mà muốn là vặn vừa tới thôi. Vặn kính nó nén hơi đâu có tốt đâu. Mai mốt mà xe nào em không nên vặn kính như vậy. Đó, cục máy khá là êm. Ai vặn cái nắp nhớt cứng ngắc à cô chú anh chị ạ. À? Em phải dùng kìm để mở ra nè. Rồi, kéo ra. Rồi ra rồi đó. Cô chú anh chị mua xe thì không nên vặn kỹ cái này đâu nha. Không có tốt nha cô chú anh chị nha. Mở ra. Xe không có dấu hiệu đổ hơi nè. Bút xoay kem cò đang bơm nhớt mới luôn nè. Và đồng thời bô chống nóng còn nguyên vẹn nè. Anh chị thấy đẹp không? Mẹt tem.